Hello, chào các bạn. Hôm nay mình hái rau dền ha các bạn. Coi ban công mình này, nó tự mọc, nó tự mọc. Hồi năm ngoái mình chừa một cây giống thôi mà bây giờ nó tự mọc, nó tự bay vậy á các bạn, mà không có lại giống nữa. Mình coi này, nó lấn qua cái chậu này là chậu lá cẩm của mình. Bây giờ mình phải nhổ đi thôi cho lá cẩm nó lớn, chứ để như vậy là lá cẩm của mình không được lớn luôn. Mình phải nhổ nó đi. Coi nó tốt ghê không, nó tự mọc cái này, tự xanh tự gì á, nó mới tốt vậy đó. Nó non eo à các bạn, coi nè á. Những cái mà mình phải nhổ nó đi, không thôi là cái lá cẩm mình mọc không có được. Chậu này là mình trồng lá cẩm mà. Rốt cuộc là lá cẩm không thấy đâu. Toàn là rau dền không. Mấy cái này là nó tự mọc không đó các bạn. Mấy gì nhỏ, bây giờ nó còn không muốn ra hết. Cái rễ nó bám sâu á, nó không muốn ra luôn á. Bây giờ mới thấy mặt mày của lá cẩm này, không thôi không có thấy mặt mày. Rồi bây giờ thấy lá cẩm. Nói chung rau dền này đừng có khi dễ nó ha, non non vậy ăn rất là ngon, rất là ngon. Rồi cái này cắt hàng lá.
lá cắt sát gốc nó sẽ mọc tốt hơn. Đó. Nhớ không anh? Bữa nay trời hơi nóng nè, hôm qua hơi mát, hơi lạnh. Đủ chứ anh? Nữa không?